phước đức đời người, khủng hoảng và may mắn. Cái khó khăn trở ngại của chúng ta mà nó tích lũy đủ lâu thì nó gọi là khủng hoảng, và ít khó khăn trở ngại thuận lợi nó đến thì chúng ta gọi là may mắn. Nên khủng hoảng và may mắn nó là hai thái cực. Hai cái thái cực này nó liên quan đến phước đức của chúng ta. Cái người ít phước, tổn phước hay là hết phước thì họa nó đến, khủng hoảng nó đến là bình thường. Đó là lý do vì sao các bạn để ý rất là nhiều người họ loay hoay, họ đi xin việc chỗ nào cũng không được. Mặt mũi thì đẹp trai nhưng mà suốt 20 năm đầu đời chỉ ăn bám bố mẹ thôi. Học thì lười ăn bám, rồi lại còn nghiện, rồi lại còn ăn cắp của gia đình để đi ăn chơi, thì phước nó hết. Khi phước nó hết rồi thì đi xin việc không chỗ nào được nữa. Cứ được vài tháng người ta đuổi việc. Thì những trường hợp đó các bạn giải bài toán bằng cho nó, bổ sung phước cho nó, là bảo thôi bây giờ mày đừng đi xin việc nữa, mà mày đi làm thiện nguyện cùng với tao 3 tháng. Cho nó đi lang thang khắp các nơi, cứ chỗ nào có nhóm thiện nguyện là nhảy vào làm tình nguyện. Làm một lúc 3-4 nhóm. Ngày nào cũng phải có những chuyến thiện nguyện, hết giúp chỗ này thì giúp chỗ kia, hết đi phát cháo ở bệnh viện thì đi nấu cháo buổi đêm, rồi đi quyên góp cho cái trại trẻ mồ côi, rồi đi làm thiện nguyện ở cái vùng núi cao, tất cả như thế. Rồi những cái nơi tổ chức khóa tu thì mình trở thành cái người trông xe, trở thành cái người nấu bếp. Tất cả những cái đó mình đều làm hết. Sau 3 tháng thì tự nhiên phước nó về. Phước nó về, có nhiều phước thì may mắn nó mới đến, có nhiều may mắn nó đến thì tự nhiên xin được việc. Thế thôi. Mà nhiều khi trong quá trình đi làm phước như vậy, tự nhiên có cái người người ta bảo: "Ê, tao thấy mày làm cũng được việc chăm chỉ đấy, mày về làm với anh đi. Có việc làm chưa? Về làm với anh đi, anh đang thiếu người đây này." Thế là tự nhiên các bạn được nhận việc, chả phải xin việc gì cả. Nên bí quyết để thoát khỏi cái khủng hoảng thất nghiệp là đi làm thiện nguyện liên tục trong 3 tháng, 6 tháng. Bí quyết đấy. Những cái người mà nhiều phước sẵn, do đời trước họ có sẵn hoặc là do đời này họ tạo bổ sung vào, thì họ rất nhiều may mắn. Đặc thù của những cái người nhiều phước là mặt mũi họ nhìn hài hòa, cân xứng hài hòa. Trong nhân tướng học nó gọi là tam đình bình ổn và ngũ nhạc triều quy. Thì thường là những người này là nhiều phước. Thì đặc thù của những người nhiều phước là rất nhiều may mắn. Nhiều may mắn nên ít khó khăn, ít khó khăn nên ít rèn luyện nên mà sinh ra con gà công nghiệp mà nhiều may mắn. Sinh ra gấu bông rất dễ thương, chả biết làm gì mà vẫn cứ may mắn. Là vì thế, vì họ vẫn còn hưởng cái phước mà họ còn. Đến khi nào hết phước thì họa nó mới về, khủng hoảng nó mới về. Vậy những người mà có phước dày, nhiều may mắn nhá, dễ chủ quan, dùng sai phước thì hết phước, là cái số 3, rất cẩn trọng. Và cái này chúng ta thấy rất rõ, con nhà giàu, con quan chức và con nhà giàu, con vua quan ngày xưa, vì phước rất dày nên mới được chui vào cái nhà giàu có sẵn. Giàu có sẵn nên chủ quan, dùng sai phước nên chính đứa con phá nát cái nhà đó. Chỉ sau 1-2 đời nó phá nát cái nhà đó luôn, hết phước đó. Dạng thứ tư là cái dạng cần rèn luyện này. Nếu chúng ta là người may mắn do phước dày, phước dày đời này hay đời trước không quan trọng, nó cứ tích lũy lại thôi, tích lũy nghiệp, tích lũy phước, thì chúng ta phải luyện ba gốc và chúng ta phải luyện thiền vipassana. Luyện ba gốc là luyện giới, định và tuệ. Chúng ta luyện đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Đạo đức là yếu tố bên trong, trí tuệ là yếu tố bên trong, nghị lực cũng là yếu tố bên trong. Tức là chúng ta luyện cái phước ở bên ngoài thành cái phước ở bên trong. Rất quan trọng, vì cái phước ở bên ngoài nó tạo ra may mắn, nó tạo ra nhà cửa, tạo ra làm ăn, tạo ra tiền bạc, tạo ra sắc đẹp. Nhưng nó chưa làm cho tâm hồn của mình vững chãi. Nên chúng ta phải luyện ba gốc. Cách luyện như thế nào thì nó nằm trong một cái khóa khác. Cách luyện là nó nằm trong cái khóa chánh kiến trong đời sống, hoặc tên gọi gần đây là đánh thức ý nghĩa cuộc đời. Các bạn lên Google search đánh thức ý nghĩa cuộc đời Trần Việt Quân, enter bụp cái là nó ra. Hoặc là chánh kiến trong đời sống Trần Việt Quân, enter bụp cái là nó ra. Thì khi chúng ta biết cách luyện ba gốc, ba cái yếu tố bên trong, và biết cách học thiền. Học thiền là đào sâu vào tâm thức của mình đấy, để gột rửa những cái tâm thức xấu ác đấy. Thì chúng ta vững chãi cả bên trong do biết cách tu tập,
Và chúng ta vững chãi cả bên ngoài vì chúng ta biết cách làm thiện do phước. Cái phước dày là do chúng ta làm thiện này. Vậy là chúng ta luyện được cả bên trong và luyện được cả bên ngoài. Thì phước này nó gọi là phước của bậc thánh. Cái người nào mà biết luyện phước cả bên trong chính mình và cả bên ngoài, gieo ra bên ngoài cho tha nhân, thì đây chính là phước của các bậc thánh. Các bạn hình dung nha. Còn nếu chỉ biết làm phước bên ngoài mà không biết luyện phước bên trong thì vẫn chưa ăn thua đâu. Thì cái phước đó nó gọi là phước hữu lậu, nó đến rồi nó hết. Còn cái phước bên trong nó là phước vô lậu, nó mới là phước của các bậc thánh đấy. Rồi, chúng ta mới nhìn vào đây này. Khủng hoảng đến từ đâu trong một cái sơ đồ cấu trúc thân tâm này? Cái này nó gọi là ba độc, tham, sân và si. Các bạn muốn hiểu được cái lớp này là phải trong cái lớp chánh kiến trong đời sống nha, đánh thức ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng tạm thời các bạn cứ coi như là cái sơ đồ này biết trước đi, cho nó nhanh. Si là thiếu hiểu biết, si mê. Tham là tham lam, ích kỷ, cá nhân, đòi hỏi, dính mắc. Sân là giận dữ, hận thù, ghét bỏ, đố kỵ. Sợ là lo lắng, bất an, sợ hãi. Đó. Thì ba cái yếu tố này này, nó gọi là ba độc tố. Nó tạo ra khủng hoảng và nó tạo ra tội. Còn ngược lại là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, thì gọi là ba gốc rễ bên trong. Nó tạo ra sự vững vàng. Tức là nó khác với khủng hoảng, nó tạo ra sự vững vàng. Bên kia tạo ra tội thì bên này tạo ra phước. Nha các bạn nha. Đó. Vậy toàn bộ những cái khủng hoảng mà nó làm cho cuộc đời của chúng ta bị đầy bất an, sợ hãi, và thậm chí nó nhấn chìm cuộc đời của mình, là nó đến từ tham, sân và si. Nó gốc từ đây mà ra thôi. Ví dụ chúng ta gặp một cái hoàn cảnh gì đó quá lớn mà chúng ta không có giải pháp gì cho nó cả, tức là tâm si vận hành. Chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khó khăn quá lớn mà chúng ta lại quá tiếc cái vị trí mình ngồi, không dám buông ra. Buông ra thì thoát, nhưng cố ngồi để giữ chức kiếm tiền nhiều thì bị người ta giết, người ta chơi xấu, người ta giết. Vậy là mình vì tâm tham mà không biết buông. Rồi có những cái người chỉ vì một câu nói kháy của cái thằng khác mà lên một cái kế hoạch trả thù suốt 10 năm. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn, là sống với tâm sân. Rồi khi trả thù nó được rồi, nó chết rồi, thì mình bị bắt tống vào tù 20 năm. Tốt đẹp gì. Thì tất cả những cái khủng hoảng đó, những cái tội lỗi đó là do tham, sân, si nó vận hành, nó gây ra. Nên nhiều bạn bảo, ồ thế cái mùa Covid này thì nó do cái gì? Theo các bạn cái con Covid này nó đến do ai? Do cây cỏ nó mọc ra, do nắng gió nó mọc ra, hay là do loài người vô tình tiếp tay cho nó? Và đôi khi loài người cố ý tạo ra nó không chừng. Rồi loài người không kiểm soát được nó, rồi nó lan đi khắp nơi. Vậy khi chúng ta tạo ra nó là tâm gì? Chúng ta si mê này, hay là chúng ta tham lam? Chúng ta muốn dùng cái vũ khí này để đánh chiếm các nước khác, hay là chúng ta si mê, chúng ta chẳng hiểu gì về nó, rồi chúng ta cứ khai thác tự nhiên, chúng ta cứ săn bắt thú rừng, chúng ta cứ nuôi vô tội vạ, giết vô tội vạ, và nó sinh ra bệnh tật. Thì tất cả những cái đó là do thiếu hiểu biết, hoặc là do lòng tham của con người mà ra. Rồi từ đó nó mới lan ra chứ. Rồi đến khi nó lan ra hàng chục, hàng trăm nước, thì nó trở thành tâm lý sợ hãi. Sợ hãi đủ lâu thì nó sinh ra khủng hoảng. Sinh ra khủng hoảng vậy thôi. Và các bạn thấy cao điểm của khủng hoảng là gì? Cái thời Covid giai đoạn 1 ấy, đợt 1 cách đây 2-3 tháng ấy, là chúng ta xếp hàng dài răng rặc một cây số chỉ để mua cái khẩu trang. Chúng ta xếp hàng hàng trăm người trước siêu thị chỉ để mua gạo. Ở bên Úc nó xếp hàng hàng trăm người chỉ để mua giấy vệ sinh. Và vô tình nó làm giấy vệ sinh, làm cho khẩu trang, làm cho gạo tăng giá gấp 10, gấp 100 lần. Và nó sinh ra khủng hoảng trên diện rộng. Như vậy gốc của nó là khủng hoảng trong tâm của mình. Tâm của mình yếu này, thì nó sinh ra khủng hoảng lan ra toàn xã hội. Trong khi đó gia đình nhà tôi cái giai đoạn 1 là tôi nhớ bà hơi lo một tí, bà ra ngoài bà mua thêm khoảng 5 thùng mì gói bà vứt về nhà xong. Ngoài ra không mua cái gì hết. Khẩu trang nhà chúng tôi chỉ có đúng bịch thôi. Đúng bịch đâu khoảng 2-30 cái hết. Khẩu trang tôi dùng lại,
Một cái khẩu trang tôi dùng tháng cũng được, vấn đề gì đâu. Nên rõ ràng là toàn bộ khủng hoảng nó nằm ở bên đây, do cách chúng ta nhìn thôi. Nên nếu mà chúng ta muốn bỏ được cái tam giác màu đỏ này thì chúng ta phải bước sang tam giác màu xanh. Tức là các bạn phải biết cách rèn luyện làm thế nào để bớt tham mà tăng đạo đức lên, bớt sân, bớt sợ, tăng nghị lực lên, bớt thiếu hiểu biết, bớt si mê, tăng trí tuệ lên, thì nó có phương pháp. Trong cái buổi ngày hôm nay thì nếu nói cái này thì nó hơi dài, nên tôi chỉ tóm tắt nó vậy thôi. Và dù các bạn có rèn luyện được đạo đức, trí tuệ, nghị lực vững vàng, phước đức nó dày đi chăng nữa, thì vẫn nhắc đi nhắc lại phải đi học thiền. Vì cái con đường học thiền nó sẽ làm cho cái tôi của mình nhỏ xuống thì nó mới bền vững được. Còn cái tôi nó lớn là nó đấu đá. Cái người có cái tôi lớn thì cái tâm lý tự cao khinh người nó xuất hiện, nó cứ lộn về đây. Và bao nhiêu phiền toái nó lại từ đây mà ra. Nên chúng ta phải nhớ phải giữ ở bên tam giác màu xanh. Và khi đã luyện để giữ được tam giác màu xanh rồi thì chịu khó đi học thiền để tâm mình nó bình an. Và bình an sâu sắc đến từ bên trong chính mình.